Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topka VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản mẫu model mới nhất năm 2024. Chiếc xe 7 chỗ ngồi phân khúc cỡ D hiện tại đang là sản xuất lắp ráp trong nước của bên phía Hyundai mà trong video ngày hôm nay, dịp ngày 13 tháng 11 năm 2024, và còn đúng 17 ngày nữa thôi là kết thúc ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất lắp ráp trong nước, trong đó có cái chiếc xe Hyundai Santa Fe mẫu model mới này. Đây là một cái chiếc xe mà tại thời điểm này cũng được khá nhiều anh chị khách hàng chúng ta quan tâm, nhưng mà cái số lượng xe về thì rất là ít, đặc biệt đó là phiên bản cao cấp nhất, đó là Santa Fe bản Turbo, bản Calligraphy quý vị các bạn ạ. Nó thì ở cỡ D, gầm cao, đang cạnh tranh với cả chiếc xe Ford Everest, đang cạnh tranh với cả Toyota Fortuner. Dòng Santa Fe mẫu model mới này sẽ có 3 phiên bản cơ bản phân phối tại thời điểm này, bao gồm Santa Fe bản Exclusive, phía trên là phiên bản Prestige, và cao cấp nhất là bản Calligraphy, tức là phiên bản máy turbo. Mỗi phiên bản tại thời điểm này đều có những chương trình khuyến mại giảm giá khác nhau, và cụ thể chi tiết từng phiên bản mình xin phép cập nhật nhanh luôn như sau. Đầu tiên là Santa Fe bản Exclusive. Đây là một cái phiên bản số tự động tầm tiền dễ tiệm cận nhất của cái mẫu model mới này, với mức giá niêm yết đề xuất của nó đang là 1.069.000 thôi. Hiện tại đại lý có thể giảm về tiền mặt cho phiên bản này là 17.000 tiền mặt, giá xe còn lại là 1.052.000. Ngoài ra sẽ còn những cái chương trình quà tặng phụ kiện linh động nữa, giá này lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 1.109.000, ở Hà Nội là 1.140.000, và thành phố Hồ Chí Minh là 1.129.000. Ở tỉnh là 1.109, ở Hà Nội là 1.140.000, và thành phố Hồ Chí Minh 1.129.000 theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Việc đang được ưu đãi giảm lệ phí trước bạ hết tháng 11 này đang giúp chúng ta tiết kiệm được số tiền, ví dụ ở Hà Nội cũng lên tới 64.000 cho Santa Fe Exclusive. Và phiên bản này nếu như có nhu cầu mua trả góp ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 266.000, ở Hà Nội là 298.000, và thành phố Hồ Chí Minh là 286.000. Ở tỉnh là 266, ở Hà Nội là 298, và thành phố Hồ Chí Minh là 286 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Đó là phiên bản Exclusive, phiên bản tầm tiền dễ tiệm cận nhất. Mình nghĩ rằng phiên bản này cũng rất đáng để anh chị chúng ta quan tâm và lựa chọn. Thứ nhất là tầm tiền nó dễ tiệm cận, cái thứ hai nữa là cái mẫu model mới này, ngồi bên trong không gian cảm giác mọi cái nó cũng thay đổi rất là nhiều rồi. Tiếp theo phía trên đó là Santa Fe phiên bản Prestige. Bản Prestige này là một phiên bản ở giữa hiện tại đang phân phối, và đây là một phiên bản mà đại lý của mình đang có những chương trình khuyến mại giảm rất sâu, điều chỉnh rất nhiều so với thời điểm trước. Giá niêm yết của phiên bản này đang là 1.260.000 Santa Fe bản Prestige, giảm về tiền mặt nhá 44.000 dành cho quý vị các bạn, cũng mới ra mắt thôi nhưng mà chương trình khuyến mại cũng rất tốt, đặc biệt tại thời điểm đang giảm lệ phí trước bạ này. 1.265 trừ đi 44 thì còn là 1.221.000. Với phiên bản này lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 1.287.000, ở Hà Nội là 1.320.000, và thành phố Hồ Chí Minh 1.307.000. Ở tỉnh là 1.287, ở Hà Nội là 1.320, và thành phố Hồ Chí Minh 1.307 cho phiên bản Prestige, phiên bản mà những cái option, những cái hệ dẫn động của nó cũng là 4 bánh toàn thời gian rồi, cửa sổ trời và mọi cái cũng rất là đầy đủ rồi. Bản này hiện tại việc đang giảm lệ phí trước bạ cũng đang tiết kiệm, ví dụ ở Hà Nội lên tới 75.000, và tổng ưu đãi kép của nó nếu đăng ký trong tháng 11 này lên tới 119.000. Và phiên bản này nếu như có nhu cầu mua trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 311.000, ở Hà Nội là 326.000, và thành phố Hồ Chí Minh 331.000. Ở tỉnh là 311, ở Hà Nội là 326, và thành phố Hồ Chí Minh là 331 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Sang phiên bản thứ 3, phiên bản Santa Fe bản Calligraphy. Calligraphy bản Turbo với mức giá niêm yết là 1.365.000. Bản này thì thực ra cũng không phải là hot, nhưng mà cái số lượng xe nó về rất là ít, cũng nhiều khách hàng quan tâm, nhưng mà do là số lượng ít thì để mà lăn bánh được ở tỉnh, bản Turbo sẽ là 1.476.000.
ở Hà Nội là 1.510.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh 1.496.000.000 đồng. Ở tỉnh là 1.476, ở Hà Nội là 1.510.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh 1.496. Bản này nếu như có nhu cầu mua trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 344.000.000, ở Hà Nội là 378.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh 364.000.000 đồng. Ở tỉnh là 344, ở Hà Nội là 378 và thành phố Hồ Chí Minh là 364. Trong ba cái phiên bản này thì cái phiên bản Prestige là phiên bản ở giữa, mình thấy đây là một cái phiên bản mà chúng ta cũng rất đáng quan tâm, do là option mọi cái trang bị hệ dẫn động mọi cái là ok, giá thì lại đang linh động giảm rất là sâu, lại đang trong thời điểm giảm lệ phí trước bạ nữa. Anh chị cần quan tâm, cần xem xe, cần lái thử trải nghiệm thực tế về mẫu xe Hyundai Santa Fe model mới này, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý cho các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý cho các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.